Có một câu nói thế này, không gì là không thể. Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, lại có thể trở thành hiện thực. Nếu bạn nghĩ rằng những khả năng siêu phàm phép thuật chỉ có trong câu chuyện cổ tích hay phim ảnh, thì có lẽ bạn đã nhầm. Bởi vì thực tế, xã hội vẫn xuất hiện những nhân vật mang trong mình những khả năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Hôm nay hãy cùng Văn Tùng Discovery khám phá 10 người mà khả năng của họ vượt xa khỏi những giới hạn thông thường. Mỗi người đều mang trong mình những siêu năng lực kỳ diệu, mở ra một thế giới mới đầy màu sắc và tiềm năng. Từ cô bé có thể điều khiển lửa bằng ý nghĩ, đến cậu bé siêu nhân có sức hút toàn thân. Tất cả sẽ khiến bạn phải kinh ngạc đấy. Và trước khi vào nội dung chính, hãy tặng một like để ủng hộ đội ngũ sáng tạo của chúng mình nhé. Cũng đừng quên ấn subscribe và bật chuông thông báo để các video của chúng mình được gửi ngay tới bạn sau khi phát sóng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Top 10. Cô bé có khả năng chữa được bách bệnh. Nếu có ai nói với bạn chỉ cần chạm vào người họ một chút thì toàn bộ đau đớn trong người sẽ chữa lành, thì bạn nghĩ sao? Chắc bạn sẽ không tin đâu nhỉ? Làm gì có chuyện chạm nhẹ vào người là khỏi bệnh? Tuy nhiên, sự thật là có người có khả năng siêu phàm ấy. Alani sống ở Brazil là một cô bé có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Cha cô là linh mục tại nhà thờ San Gonzalo. Ông từng tuyên bố rằng con gái Alani của ông có thể truyền năng lượng của Chúa Giê-xu đến với mọi người. Các phương pháp chữa trị của cô bao gồm ung thư, S và nhiều bệnh khác nhau. Chính vì vậy mà mọi người trìu mến gọi cô là nhà truyền giáo bé nhỏ. Video Alani chữa lành bệnh nhân từng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video được lan truyền, chúng ta có thể thấy cô ấy dịu dàng đặt tay lên đầu người đàn ông mắc bệnh S suốt 7 năm. Trong khoảnh khắc, người đàn ông cảm thấy như thể mình bị chiếm hữu bởi sức mạnh thần thánh. Anh ta ngã xuống như bị đánh. Ngoài ra, Alani còn chữa bệnh cho một người phụ nữ ngồi xe lăn. Sau khi được Alani chạm vào vài lần thì đã có thể từ từ đứng dậy và đi vòng quanh. Bằng việc có siêu năng lực kỳ diệu này mà Alani đã chữa trị cho mọi người được 2 năm. Khi được hỏi tại sao lại có thể làm được như vậy, cô ấy bảo là bản thân chỉ thầm cầu nguyện với Chúa, sau đó bệnh của người ta đã được chữa khỏi. Ở Brazil, tên của Alani đã trở thành đồng nghĩa với hy vọng. Và nhà truyền giáo nhỏ bé này được mọi người gọi với cái tên thân thương là sứ giả của điều kỳ diệu. Top 9. Cô gái khóc ra pha lê. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn, các tác giả thường dùng những từ như nước mắt lấp lánh, nước mắt kim cương để miêu tả giọt nước mắt rất đẹp của người con gái. Đó là cách nói phóng đại, chứ hầu hết mọi người đều biết sẽ chẳng có giọt nước mắt nào làm bằng kim cương lấp lánh được. Thế nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Và quả thật là có người đã khóc ra những thứ trông rất giống với kim cương. Ở Lebanon có một người con gái tên là Hasnaan Maslumani. Mỗi lần cô rơi nước mắt, đôi mắt thực sự tiết ra tinh thể sáng bóng bí ẩn. Câu chuyện này bắt đầu khi cô bé 12 tuổi. Đó chỉ là một buổi chiều bình thường, khi Hasna còn đi học, ngồi nghe giảng, lúc đang ngáp thì rơi nước mắt. Nhưng đột nhiên cô bé lại cảm thấy hơi đau mắt. Cô có cảm giác có vật thể lạ ở khóe mắt. Hasna thản nhiên dụi mắt, khiến vật đó rơi ra ngoài. Cô bé nhặt lên thì phát hiện, quả ra nó là một thứ sáng bóng tinh khiết như kim cương. Lúc đó Hasna rất sợ hãi. Cô giáo ngay lập tức thông báo cho bố mẹ cô và đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Trong bệnh viện, bác sĩ lại nhìn qua khóe mắt, hai viên pha lê lần lượt được rơi. Ba tinh thể được thêm vào với nhau gần 3 carat. Cái lớn nhất dài 1 cm và rộng 0,7 cm. Thoạt nhìn nó trông giống như một viên kim cương, nhưng thật chất không phải. Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm khác nhau, nhưng không có vấn đề khác được tìm thấy. Những viên pha lê đó cứng và ở trong mắt, thế nhưng nó thậm chí còn không làm hỏng mô mắt. Và đôi mắt của cô ấy có thể rơi tới 3 giọt nước mắt một lần, mỗi lần đó là 5 carat. Điều này đến cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Sau này thời gian trôi qua, Hasna đã tích lũy được hàng trăm tinh thể này. Mặc dù những tinh thể này đã được các chuyên gia xác định không phải là kim cương thật, nhưng vì nó rất giống kim cương nên bạn hoàn toàn có thể lưu giữ lại rồi bán đi. Giá bán của nó có thể trị giá hơn 1 triệu. Top 8. Cậu bé có thần giao cách cảm với mọi người. Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng bạn có thể đọc được suy nghĩ, biết được tất cả những bí mật chưa được nói ra của người khác hay chưa? Khi đó bạn sẽ làm gì? Đối với hầu hết mọi người, đây chỉ có thể là một giấc mơ xa. Nhưng đối với Ramses Sanguno, đây là một phần cuộc sống hàng ngày của cậu ấy.
Hơn nữa, cậu bé chỉ mới 5 tuổi. Trong video được mẹ của mình đăng tải trên mạng, Jim có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ và đoán đúng tới 38 con số trong trò chơi về số mà mẹ cậu đang nghĩ đến. Nhóm các con số được viết ngẫu nhiên và Jim đoán được hết. Nó giống như thần giao cách cảm với cậu bé vậy. Thực tế, Jim không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu sinh ra với chứng tự kỷ chức năng cao. Khi còn là một đứa bé, Jim không thích đồ chơi, chỉ thích đọc. Khi những em bé được 12 tháng tuổi, hầu hết chúng vẫn đang học cách gọi mẹ và bố. Một cách chính xác thì Jim đã có thể nói được tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và một số từ trong tiếng Hy Lạp và tiếng Nhật. Đến khi được 18 tháng, cậu bé có thể đọc thuộc lòng tiếng Anh và bản cửu chương tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tìm hiểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố và tất cả số nguyên tử. Thật khó tin phải không? Nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Jim chia sẻ, khi vẫn còn mặc tã, cậu bé đã bắt đầu làm việc với bảng tuần hoàn và số nguyên tử. Mẹ của Jim nói, Jim bị ám ảnh bởi những con số. Cậu liên tục đếm mọi thứ xung quanh, chẳng hạn như nhà cửa, sách, thư từ, và không dừng lại cho đến khi đếm xong. Mẹ Jim lo lắng về thói quen này sẽ khiến cậu bé khó kết bạn. Sau này, câu chuyện về Jim đã thu hút sự chú ý của tiến sĩ Bowell của Đại học John Hopkins. Ông đã đến thăm và nghiên cứu thêm về trẻ em để phục vụ như một phần của nghiên cứu chuyên dụng. Không giống như một số học giả có thái độ trung lập, tiến sĩ Bowell tin vào sự tồn tại của thần giao cách cảm, nghĩ rằng đây có thể là cách đặc biệt của một đứa trẻ tự kỷ khi giao tiếp với phụ huynh. Anh ấy cũng hy vọng có thể gây quỹ cho Jim, thành lập trường học đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ, có năng khiếu, giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. Top 7, cậu bé 500 có thể hút tất cả các kim loại. Ở một thị trấn khiêm tốn tại Croatia, có một cậu bé tên Ivan Stolikovic. Ivan mới 6 tuổi, nhưng cậu bé lại có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Bất kỳ vật kim loại nào, từ thia, chảo, inox, tất cả đều dính vào cậu một cách kỳ diệu. Điều này khiến cậu ta không khác gì thỏi 500 không chứ? Các thành viên trong gia đình nói rằng Ivan có thể hấp thụ 25kg kim loại. Điều này khiến mọi người xung quanh bị sốc. Thực tế, từng có người nghi ngờ rằng liệu điều này có đúng không? Thế nhưng bất cứ ai từng chứng kiến khả năng kỳ diệu của Ivan đều bị thuyết phục. Điều tuyệt vời hơn nữa là Ivan còn có khả năng chữa lành thần kỳ. Người ta kể rằng khi bàn tay Ivan trở nên nóng lên, nó có thể giúp điều trị nhiều bệnh và giảm đau đớn. Người hàng xóm bị thương ở chân, Ivan chạm nhẹ vào người anh, ngay lập tức cảm thấy tốt hơn. Khả năng của Ivan làm tôi gợi nhớ về một siêu anh hùng có khả năng chữa bệnh cho mọi người. Tuy nhiên, Ivan nói mỗi lần thực hiện cách này, cậu bé luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Câu chuyện của Ivan nhanh chóng lan truyền và được bàn tán rộng rãi. Thậm chí có người so sánh anh với Magneto trong X-Men. Dù cậu ấy vẫn chưa sử dụng năng lực để bay hoặc khả năng điều khiển kim loại, nhưng ai biết được khi thời gian trôi qua, liệu khả năng của Ivan có phát triển hơn nữa không? Top 6, cậu bé với sức mạnh siêu khủng. Giang Jin Long là một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng cân nặng của cậu ấy đã lên tới hơn 46kg. Không chỉ là một chàng trai mũm mĩm, mà Giang còn là một người khổng lồ nhỏ tuổi với sức mạnh siêu phàm. Mẹ anh ấy nói rằng, ngay từ khi Giang Jin Long được sinh ra, cậu đã nặng 10kg, lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ sơ sinh. Cậu ấy không bao giờ kén chọn đồ ăn, có thể ăn bất kỳ thứ gì người lớn ăn được. Người bình thường có thể ăn 2 hoặc 3 bát trong một bữa là no, nhưng cậu có thể ăn nhiều gấp mấy lần và lúc nào cũng trong trạng thái thèm ăn. Bên cạnh đó, Giang cũng được biết đến là một đứa trẻ sức mạnh ghê gớm. Khi 9 tháng tuổi, cậu ta có thể dễ dàng nâng được thùng dầu nặng hơn 10kg. Lúc 6 tuổi, cậu đã có thể mang được người cha nặng hơn 90kg. Và khi lên 7 tuổi, trước sự chứng kiến của phóng viên truyền thông, cậu dễ dàng kéo được ô tô nặng 1,85 tấn, xe có 7 người lớn ngồi bên trong. Ước mơ của Giang Jin Long là trở thành nhà vô địch cử tạ. Sau này, cậu cũng tham gia đội tuyển cử tạ như mong muốn. Nhờ sự rèn luyện chăm chỉ hàng ngày, đã khiến cậu ấy trở thành một vận động viên cử tạ thực sự, thậm chí còn nổi bật so với các đồng nghiệp của anh ấy. Mặc dù bố cậu ấy bận rộn với công việc kinh doanh và không thể gặp cậu thường xuyên, nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai, ông đều có thể cảm nhận được sự trưởng thành và tiến bộ của cậu ấy. Bây giờ Giang Jin Long không chỉ là một anh hùng nhỏ với sức mạnh vô hạn, mà còn là người biết sống tự lập, một người có thể tự chăm sóc bản thân. Top 5, cô gái có con mắt thấu thị. Ở vị trí thứ 5 chính là cô bé đến từ Ấn Độ,
với khả năng đọc phi thường, ngay cả khi bị bịt mắt hoàn toàn. Cô bé tên là Maya, mới 9 tuổi nhưng lại có đôi mắt thấu thị, có thể dễ dàng nhận biết màu sắc và chữ cái, ngay cả cử chỉ của mọi người. Điều tuyệt vời hơn nữa là cô ấy thậm chí còn có thể thực hiện quét cơ thể từ trên xuống dưới. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Nó giống như một loại công nghệ tương lai, mà già có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong cơ thể con người. Nếu chúng ta nói về thần Elan Zangzian, nổi tiếng trong thần thoại nhờ con mắt thứ ba, thì Maya hoàn toàn đủ điều kiện gia nhập hàng ngũ anh hùng siêu năng lực này. Để kiểm chứng khả năng của Maya, các nhà khoa học và phóng viên đã đưa ra nhiều thử nghiệm khác nhau. Đầu tiên mọi người bịt mắt cô ấy, và nó vẫn được bao phủ bởi nhiều lớp để đảm bảo rằng người bình thường không thể xuyên qua giải mà nhìn thấy được. Các phóng viên có mặt lần lượt đưa ra các đề xuất sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác minh. Ví dụ, đọc to các từ trên báo, xem những gì một người đang làm, hay món đồ chơi này có màu gì. Giống như không có khăn che mắt, mọi thứ cô ấy nhìn thấy đều cực kỳ rõ ràng. Sau việc này, mọi nghi ngờ trước đây về Maya dần mất đi. Một số người thậm chí còn bắt đầu suy đoán Maya có phải là tái sinh của một vị thần nào đó không, hoặc sở hữu một số siêu năng lực chưa được biết đến. Top 4. Cô gái với sức mạnh phi thường. Nga luôn được chúng ta đặt cho biệt danh là quốc gia chiến đấu, vì người dân đất nước này rất anh dũng. Họ thường làm những điều khiến chúng ta kinh ngạc. Và cô gái người Nga mà chúng tôi sắp giới thiệu tiếp theo cũng là một chiến binh trong số các chiến binh. Tên cô gái là Anna Belis. Khi cô mới 10 tuổi, có thể chống đẩy 5.000 lần trong 50 phút. Sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô ấy có thể dễ dàng phá kỷ lục Guinness. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng về khả năng tuyệt vời của cô ấy. Khi lớn lên, sức chiến đấu của cô liên tục vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Ở tuổi 13, cô đã có thể kéo được một chiếc ô tô nặng 2,5 tấn. Tên cô ấy lại lần nữa được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Điều sốc hơn nữa là cô ấy có thể bắn tên bằng chân khi đứng lộn ngược và bắn cực kỳ chính xác. Cuộc sống của cô bé không khác gì những đứa bé khác. Sự khác biệt duy nhất là cô ấy rất sôi nổi, năng động từ khi còn nhỏ và hơi tinh quái một chút. Nhưng dù sức mạnh của cô ấy có tuyệt vời đến đâu, thì trong mắt bố mẹ, Anna vẫn là con gái họ yêu thương nhất. Top 3. Cậu bé 8 tuổi được mệnh danh thần đồng piano. Bạn phải thừa nhận rằng trên thế giới này, một số trẻ em sinh ra đã có hào quang. Và tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu một thiên tài đến từ Trung Quốc. Cậu bé ấy tên là Bali Yuan. Cậu bé 8 tuổi này không chỉ là một thần đồng piano, mà còn là một nhà ảo thuật âm nhạc đích thực. Khi ngồi bên cây đàn piano và đeo bịt mắt, Bali vẫn có thể đánh hoàn hảo một bản nhạc. Bàn tay cậu ấy như có phép thuật nhảy trên phím đen trắng. Nó khiến người ta quên mất cậu là một em bé chưa trưởng thành. Hành trình âm nhạc của Bali Yuan giống như một màn ảo thuật tuyệt vời. Trong chương trình Tài năng trẻ em Vương quốc Anh, màn trình diễn ấn tượng của cậu bé khiến toàn bộ khán giả đều bị sốc. Bali từng bịt mắt chơi bài Chuyến bay của ông Nghệ. Đây được xem là một trong 10 bản nhạc khó nhất thế giới. Nhưng ngay cả khi bị bịt mắt, cậu cũng có vẻ rất thoải mái và dễ chịu, giống như khiêu vũ với những con ong. Ngay sau đó, Bailey chơi một bài hát phiên bản già, Turkish Match. Sau khi video biểu diễn của Bailey được tải lên Internet, đã thu hút hàng triệu lượt xem. Mới 8 tuổi, Bailey đã được ca ngợi là ngôi sao đang lên của làng nhạc cổ điển. Thậm chí có người còn gọi cậu ấy là một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất nước Anh. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là Bailey mới chỉ học piano được 2 năm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chỉ 2 năm học này, Bailey đã phá 3 kỷ lục thế giới. Đó là người học piano nhanh nhất thế giới, người trẻ nhất thế giới nhận bằng diễn xuất ATCL, người trẻ nhất thế giới nhận bằng diễn xuất LTCL. Chắc sẽ có nhiều bạn không biết về những chứng chỉ trên là gì. Hãy cùng tìm hiểu về nó tại đây nhé. ATCL tương đương với cấp độ solo đại học năm thứ nhất. LTCL tương đương với tiêu chuẩn cho lễ tốt nghiệp đại học. Bạn biết đấy, năm đó Bailey Yuan chỉ mới 6 tuổi. Ngoài những thành tựu trong lĩnh vực piano, Bailey Yuan cũng là một vận động viên bơi lội rất tài năng. Cậu đã thắng 4 kiểu bơi và 5 huy chương hỗn hợp cá nhân, trở thành ngôi sao đang lên trong các giải bơi lội quốc gia. Top 2. Cậu bé với đôi mắt xanh nhìn rõ mọi thứ vào ban đêm. Tại thị trấn Nanxian, Quảng Tây, có một người vô cùng đặc biệt. Tên cậu ấy là Nông Du Sùi. Mặc dù bố mẹ đều có đôi mắt đen, nhưng cậu ấy có một đôi mắt xanh như đôi ngọc bích sáng.
Mỗi lần mở cửa cho con trai vào ban đêm, mọi người sẽ sợ hãi, bởi vì Nong có đôi mắt nhọn, giống như một công cụ thần kỳ có nguồn sáng. Đôi mắt luôn có hai đốm sáng xanh lam tỏa hết sáng trong đêm, giống như mắt mèo. Bố mẹ Nong đưa cậu đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy nhãn cầu, võng mạc và các cơ quan khác của cậu đều bình thường. Thị lực của Nong Du Sui cũng giống như người khác, không có gì bất thường. Bác sĩ an ủi bố mẹ Nong Du Sui rằng các cơ quan của trẻ chưa phát triển đầy đủ, nên đôi khi sẽ có một số hiện tượng bất thường xảy ra. Đợi đến khi Nong Du Sui lớn hơn một chút, màu mắt có thể sẽ trở lại bình thường. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện. Với sự phát triển của Nong Du Sui, cậu ấy đã tìm thấy chính mình vào ban đêm, có thị lực phi thường. Cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy các vật thể trong bóng tối như ban ngày. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Nong Du Sui không bao giờ sử dụng đèn pin, chỉ dựa vào đôi mắt sáng ngời của cậu để đi xuyên qua bóng tối. Mặc dù tầm nhìn của Nong Du Sui rất phi thường, nhưng thị lực ban ngày của cậu ấy lại không tốt bằng người bình thường. Cậu ấy thường phải nheo mắt để nhìn mọi thứ. Bởi sự kỳ lạ này mà có tin đồn Nong Du Sui là quá thân của quỷ mèo. Bố mẹ của Nong Du Sui không thể chịu đựng được loạt tin đồn này, nên cuối cùng họ đưa cậu bé đến bệnh viện, làm cho mọi thứ rõ ràng. Sau khi nghiên cứu chuyên môn, người ta đã phát hiện ra cậu bé có tế bào hình que có gai. Tỷ lệ tế bào hình nón gần như giống nhau. Nói chung, tế bào hình que chịu trách nhiệm cho tầm nhìn ban đêm, tế bào hình nón chịu trách nhiệm cho tầm nhìn ban ngày. Sự cân bằng giữa hai điều này khó đạt được trong cơ thể con người bình thường. Nói một cách đơn giản, Nong có đôi mắt tinh tường, giống như công cụ quan sát ban đêm phức tạp nhất trong tự nhiên, cho phép cậu ta đi lại tự do trong bóng tối. Đồng thời các chuyên gia phát hiện móng mắt của Nong Du Sui không có tế bào sắc tố nào cả. Đây cũng là lý do tại sao mắt cậu ấy có màu xanh. Phát hiện này khiến Nong Du Sui được chẩn đoán mắc bệnh bạch tạng. Nhưng tình trạng của anh ấy tương đối nhẹ, chỉ có tác dụng đáng chú ý trên mắt. Mặc dù bệnh bạch tạng nhẹ này, nó không gây ra mối đe dọa chết người nào đối với tính mạng Nong Du Sui, nhưng lại gây ra một số bất tiện cho cuộc sống của cậu ấy mỗi ngày. Sau này khi Nong Du Sui lớn lên, tầm nhìn ban ngày của anh dần kém đi. Độ cận thị sau này nó đạt đến mức là 3.000 độ, ngoài phạm vi đo của thiết bị. Dường như đã bị bao phủ bởi một màu trắng, nhưng tối đến cậu ấy có thể đọc lại trong bóng tối. Thế giới về đêm dường như vô cùng rõ ràng đối với cậu. Top 1, cô bé có thể điều khiển lửa bằng ý nghĩ. Tại một thị trấn yên tĩnh của tỉnh cổ tại Philippines, có một người tên là Emma Talet, 3 tuổi. Vì sở hữu siêu năng lực khác thường mà cô bé trở thành người nổi tiếng ở địa phương. Không có đũa phép, cũng chẳng sử dụng bật lửa, Emma chỉ cần nói cháy. Nó sẽ đốt cháy những chiếc bánh quy để trên tay bạn. Có thể so sánh cô bé ấy với các vị thần của con người. Sau khi siêu năng lực của Emma được lan truyền, thị trưởng địa phương Ronnie Molina và mọi người đều đã đến thăm nhà cô. Họ muốn biết thêm về cô bé này. Trong khi họ đang trò chuyện, Emma đột nhiên nói có thứ gì đó sắp bốc cháy. Kết quả là chiếc áo sơ mi treo bên ngoài bất ngờ bốc cháy, dù xung quanh chưa có ai chạm vào chiếc áo đó. Bố của Emma là một tài xế xe kéo. Theo trí nhớ của ông, có lần con gái nói với ông ấy rằng có điều gì đó đốt lửa lúc 9 giờ sáng. Lúc đầu anh ấy không tin, nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy dự đoán của cô đã trở thành sự thật. Lớp xe dự phòng của xe máy bốc cháy lúc 9 giờ sáng. Một số người nói rằng cô ấy có thể dự đoán được đám cháy. Có những người khác lại nói cô ấy có thể đốt cháy đồ vật mà không chạm vào chúng. Dù sao thì câu chuyện của Emma Talet, 3 tuổi, vì sở hữu siêu năng lực khác thường mà cô bé trở thành người nổi tiếng ở địa phương. Không có đũa phép, cũng chẳng sử dụng bật lửa. Emma chỉ cần nói cháy, nó sẽ đốt cháy những chiếc bánh đã trở thành quyền thoại địa phương. Thị trưởng Molina thậm chí còn không dám mạo hiểm. Ông đã đặt một chiếc xe cứu hỏa được bố trí đặc biệt chờ sẵn gần nhà Emma để tránh có bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Trên đây là danh sách 10 người có siêu năng lực trên thế giới. Các bạn ấn tượng với nhân vật và siêu năng lực nào? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận bên dưới nhé. Và trước khi rời đi, cũng đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo Văn Tùng Discovery để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.